Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy, 31 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Thủy Tiên phát tiền đảng vào chấn lột. Sự việc ở Quảng Bình, cán bộ thôn đến từng nhà thu tiền lại sau khi ca sĩ Thủy Tiên đã phát cho dân là thật và đã khiến dư luận thực sự phẫn nộ. Đây chính là hành động ăn cướp tài sản của dân, nói theo ngôn ngữ dân gian, hoặc là hành vi cưỡng đoạt tài sản được quy định tại Điều 170 của Bộ Luật Hình Sự. Bởi lẽ tiền đã thuộc sở hữu của dân thì việc cán bộ đến lấy lại chính là hành vi chiếm đoạt tài sản. Đây là hình ảnh nữ ca sĩ Thủy Tiên phát tiền cho người dân ở Quảng Bình, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy. Bên phải là Facebook của Nguyễn Thị Hằng Nguyễn đăng tải dòng trạng thái như sau. Nhà mình ngập lụt được Thủy Tiên về ủng hộ tiền nhưng đã bị thôn thu lại. Thật sự mình không đồng ý, chuyện này mình sẽ đi hỏi tận nơi. Dĩ nhiên, cán bộ cậy quyền, cậy thế mới bắt dân miễn cưỡng giao lại nộp tiền. Chứ người dân thường đâu thể nào đến lấy tiền khỏi tay người dân được. Họ chăng chỉ có ăn cướp mà thôi. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho hay, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo cán bộ thôn Ngọa Cương, xã Cảnh Hóa trả lại tiền cho người dân sau sự việc bị đưa lên ầm ĩ với nhiều phản ứng gay gắt trên mạng xã hội. Huyện đã có chỉ đạo phải trả lại hết cho người dân trước 12 giờ trưa nay. Nguyên nhân vì sao thu, huyện sẽ làm rõ ngay và xử lý sau. Ông Hoàng Anh được báo Phụ Nữ Online dẫn lời như vậy. Trong ngày 28 tháng 10 năm 2020, ca sĩ Thủy Tiên và chồng là cựu ngôi sao bóng đá Lê Công Vinh đã về xã Cảnh Hóa, đại diện cho các nhà hảo tâm trao tiền mặt cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Xã Cảnh Hóa có 703 hộ nhận được trợ cấp, mỗi hộ được 6 triệu đồng. Riêng thôn Ngọa Cương có 69 hộ nhận được tổng cộng là 414 triệu đồng. Sau khi người dân thôn Ngọa Cương nhận số tiền nói trên, thì ban cán sự thôn đã đến từng nhà và thu lại toàn bộ số tiền, nói là để chia đều cho 170 hộ dân ở trong thôn này. Theo video phát trực tiếp vào chiều ngày 9 tháng 10 năm 2020, ca sĩ Thủy Tiên cho biết đã nhận được thông tin về việc có nơi thu lại tiền của người dân và sẽ xác minh làm rõ để lấy lại tiền cho người dân. Thủy Tiên cũng căn dặn nhiều lần với người dân là bà con phải giữ tiền này và không được đưa xuống tiền này cho ai, nếu không sẽ bị cô thu lại. Báo Quảng Bình Online vào tối ngày 9 tháng 10 năm 2020 xác nhận thông tin cán bộ thôn Ngọa Cương, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã thu tiền lại của người dân sau khi ca sĩ Thủy Tiên phát là có thật. Nhưng là để đảm bảo sự công bằng và hài hòa và giữ gìn đoàn kết gắn bó tình làng nghĩa xóm. Sự kiện được biết đến với việc sáng ngày 29 tháng 10 năm 2020, tài khoản Facebook Nguyễn Thị Hằng Nguyên đã đăng tải dòng trạng thái như sau. Nhà mình ngập lụt được Thủy Tiên vì ủng hộ tiền, nhưng đã bị thôn thu lại. Thật sự mình không có đồng ý, chuyện này mình sẽ đi hỏi tận nơi, cô nói. Thông tin sau khi đăng tải đã thu hút rất nhiều người bình luận, chia sẻ và thể hiện thái độ bất bình, không đồng tình với cách làm của chính quyền ở địa phương này. Đây là hình ảnh, hình trên là cán bộ phải trả lại tiền và xin lỗi dân, hình dưới là người dân đến chờ nhận tiền đã nộp cho cán bộ. Tài khoản Facebook Nguyễn Thị Hằng Nguyên sau đó không truy cập được nữa, do có nhiều người vào đề nghị Cục An ninh mạng xử lý, phạt tiền. Còn báo Quảng Bình Online, cơ quan ngôn luận Đảng Cộng sản Việt Nam tại Quảng Bình, có bài viết với tiêu đề Cần hiểu rõ bản chất hoạt động thu tiền cứu trợ ở thôn Ngọa Cương. Theo tác giả Kỳ Sơn thì để đảm bảo sự công bằng, hài hòa và giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó tình làng, nghĩa xóm, những năm trước đây, ban cán sự và người dân thôn Ngọa Cương đã bàn bạc đi đến thống nhất chủ trương khi có các hoạt động cứu trợ, bão lụt đối với hàng hóa thì người dân được hưởng, còn tiền mặt thì thôn sẽ thu lại. Cuối đợt, ban cán sự thôn sẽ họp bàn với người dân bình xét, cân đối và phân chia lại từng hộ, trong đó ưu tiên của những hộ gia đình bị thiệt hại nặng. Lần này, với số tiền ủng hộ của ca sĩ Thủy Tiên, ban cán sự thôn cũng thực hiện như những năm trước đây. Tuy nhiên, do chưa nắm bắt, tìm hiểu kỹ thông tin, chủ tài khoản Facebook Nguyễn Thị Hằng Nguyên đã vội vàng đăng tải thông tin nên gây hiểu nhầm, phản ứng trong dư luận và cộng đồng mạng. Báo Quảng Bình đã đưa ra lời giải thích như vậy. Vào hồi tháng 6 năm nay, thông tin về việc người dân nghèo ở xã Ba Năng, huyện Đắk Rông, Quảng Trị phải nộp lại cho mỗi cán bộ thôn, mỗi người 50.000 đồng để uống nước sau khi đã nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do Covid-19 từ nhà nước, cũng gây bức xúc trong dư luận. Đây là hình ảnh hộ nghèo chỉ có cơm trắng để ăn ở xã Ba Năng đã phải nộp lại cho cán bộ 50.000 đồng tiền uống nước sau khi nhận tiền cứu trợ Covid-19. Năm 2016, người dân của thôn Trung Thôn, xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cũng bị thôn thu lại 400.000 đồng
sau khi được nhận 500.000 đồng của đoàn cứu trợ từ Thành phố Hồ Chí Minh với lý do chia lại cho những hộ dân khác cũng bị thiệt hại trong thôn. Trong khi vấp phải phản ứng gay gắt của dư luận, chính quyền đã phải trả lại cho các hộ trên toàn bộ số tiền trên. Lời giải thích của báo Quảng Bình bị nhiều người coi là cãi chảy, cãi cối. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Dương Phong ở Quảng Trạch, Quảng Bình, người liên tục tường thuật về tình hình bão lũ đã chất vấn như sau. Ban cán sự thôn thống nhất bàn bạc với sự đồng ý của dân hay là tự trong cái ban cán bộ ngọa cương chủ đích? Ông Dương Phong cho rằng cách lý giải về việc công bằng là lỏng lẻo vì việc chia lại tiền của ban cán sự thôn có thể gây ra phức tạp lòng dân, chưa kể đến trường hợp chia tiền thiếu công bằng. Đồng thời, nhà báo cũng cho rằng đây là chủ trương không thuận lòng dân, cả người cho và người nhận. Ông lý giải tiếp, vì thôn đã lập danh sách từ trước để đoàn của Thủy Tiên có căn cứ phát tiền, giờ thôn thu lại có nghĩa là danh sách ấy là danh sách làm láo, nhằm nhận tiền. Vậy thì càng tai hại, thôn Ngọa Cương cần nhanh chóng trả lại tiền cho dân để giữ tình làng, nghĩa xóm. Còn Facebook Nguyễn Ngọc Minh thì nêu ý kiến như sau. Chính quyền đã không coi trọng sức mạnh quyên góp của người dân, công lao của Thủy Tiên và xem thường dư luận. Chúng tôi quyên góp cho Thủy Tiên vì cô ấy đến tận nơi, trao tận tay và giờ cán bộ lại lấy đi cớ, chủ trương lạc hậu mà thu lại. Chính vì thế từ lâu chúng tôi không chọn quyên tiền cho mặt trận Tổ quốc. Có người còn đặt vấn đề pháp luật cho rằng Thủy Tiên đã tặng tiền cho người dân thì đó là tài sản hợp pháp của người dân. Vì vậy, việc cán bộ chỉ vin vào chủ trương để thu lại tiền của dân là hành vi xâm phạm tài sản. Facebook Bảo Anh thì bình luận như sau, không đưa cho nó lần sau đến xin ký giấy tờ thì nó hành ra xương. Còn ông Lê Xuân Bình viết tiếp, chẳng qua là nút không trôi, dân giờ đâu có ngu. Còn cá nhân tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đã lên tiếng như sau, tiền Thủy Tiên cho dân là thuộc sở hữu của dân, kẻ nào thu lại là kẻ cướp, phạm luật, cướp, lừa, bạo lực. Đây là hình ảnh nữ sinh Hồ Thị Điệp, học sinh lớp 11 trường phổ thông trung học Nam Trà My, gục mặt khắc đau đớn bên mộ bố mẹ ở Trà Leng. Bên mộ có những gói mì tôm đã xé ra để thay cho mâm cơm cúng mả. Nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn bức ảnh này. Luật sư Lê Luân đưa ra bình luận như sau. Cướp của dân đã không giúp gì được cho người dân về sinh kế và việc tổ chức cuộc sống, nhưng lại nhân danh quyền lực để ăn cướp của dân khi hoạn nạn khốn cùng. Đó chẳng thể là con người. Đám này cần bị truy tố và bắt giam chúng lại để xét xử với mục đích hình phạt thật đích đáng để những kẻ khác biết chùn tay trước mưu đồ đi cướp đoạt sự sống của người dân, đặc biệt trong thảm cảnh. Lý do mà cán bộ thôn đưa ra là thu lại tiền là để chia đều cho toàn bộ 170 hộ thôn thật hết sức nực cười. Sao lại lấy tiền của những gia đình chịu thiệt hại do ngập lụt để chia cho những hộ không bị ảnh hưởng gì? Thật khó hiểu, cớ gì mà nhiều nơi các hộ dân ở miền Trung đến nay mà vẫn còn tư duy phải nộp tiền hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của mình lại cho thôn hay xã. Họ có lẽ không thể ý thức được vị thế của mình là chủ mà luôn tâm niệm bản thân như con sâu con kiến vậy. Trong khốn cùng và trong đối khổ nhất vẫn sợ hãi và thuần phục quyền lực. Thứ quyền hành còn con và bé mọn nhất. Luật sư Lê Luân đã nêu quan điểm như vậy. Thu lại tiền từ thiện của dân trò đáng xấu hổ sao cứ tái diễn. Đó là ý kiến của bạn đọc Hải Long trên trang báo VTC News. Có vị còn lý giải, bản thân các hộ nhận tiền cũng muốn chia sẻ với các hộ khác. Thật đúng là cãi chày, cãi cối. Nếu quả thật muốn chia sẻ thì tự họ sẽ làm chuyện đó, đâu cần nhờ đến ban cán bộ nhọc công mà làm gì có chuyện họ giận dữ, tố lên mạng xã hội. Và đây không phải là lần đầu tiên diễn ra. Bao nhiêu năm nay, báo chí đã nêu nhiều trường hợp cán bộ cơ sở tự ý thu lại tiền cứu trợ mà dân được các đoàn thể, các nhóm thiện nguyện trao tặng với lý do để chia cho các gia đình khác. Lần nào cũng vậy, dư luận đều phản ứng gay gắt và cán bộ sau đó phải trả lại tiền cho dân. Vậy mà hành động tự bôi cho chất chống này vẫn cứ diễn ra. Theo tôi hiểu thì tiền làm từ thiện mà người dân được trao là tài sản hợp pháp của họ được pháp luật đảm bảo. Nghĩa là số tiền đó là bất khả xâm phạm. Vậy ai cho những cán bộ này cái quyền đi thu lại tiền của người dân? Nếu cách hiểu trên đây là đúng thì những cán bộ này đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Và nữa, ai dám chắc rằng những cán bộ đi thu lại tiền từ thiện mà người dân được hỗ trợ không đút túi? Ai kiểm soát được họ đây? Đây là hình ảnh núi Chín Khúc đã được chính quyền tỉnh Khánh Hòa cho phép doanh nghiệp băm nát để làm du lịch tâm linh và kinh doanh bất động sản đang khiến cho dư luận đau xót. Thưa hỏi các vị cán bộ, nếu gia đình họ được ai đó cho tiền của vật chất rồi lại có người đến đòi thu lại để chia cho những nhà khác, họ có chấp nhận được hay không? Chắc chắn là không. Vậy thì xin hỏi lại, thu lại tiền hợp pháp của người khác của các vị là hành động gì?
ông Hải Long đã gay gắt chất vấn. Các đoàn từ thiện của các tổ chức và cá nhân ùn ùn lên đường hướng về miền Trung với mục tiêu là chia sẻ những khó khăn và mất mát với người dân nơi đây. Nhưng những chiêu khê và bất cập khi từ thiện các con đường chính thống thông qua các cơ quan nhà nước hay chính quyền địa phương lâu nay đã trở thành một đề tài gây tranh luận. Những người từng trải qua kinh nghiệm này cho biết khó khăn nảy sinh ngay từ khâu đầu với thủ tục xin giấy giới thiệu làm việc với các địa phương để được phép tới cứu trợ. Anh Nguyễn Huy Trung, một cư dân sinh sống tại thành phố Hải Phòng, có bố mẹ vợ là cán bộ và cựu chiến binh nghỉ hưu, uy tín lâu năm ở địa phương và trong các cơ quan công tác. Cách đây vài năm, trong chuyến đi từ thiện đầu tiên của mình, hai ông bà đã quyên góp được hơn 400 triệu để đi giúp đỡ bà con khu vực miền Trung bão lụt. Anh cho biết trước hết bố mẹ anh phải xin giấy giới thiệu của Ủy ban Nhân dân phường sở tại, nơi cư trú, thì khi xuống tới địa phương người ta mới tiếp và làm việc. Riêng công việc này thôi, anh Trung cho biết phải mất đến vài ngày và nhiều lượt đi lại. Sau những va chạm lời qua tiếng lại với bức xúc, hai ông bà mới có được giấy giới thiệu cần thiết. Liên lạc có điện mãi không được, ông bà phải đến tận phường mấy lần người ta mới cho. Mà khi cho rồi, người ta còn nói kiểu như không vừa lòng rằng cái này phải để cho phường và nhà nước làm, sao hai bác lại tự làm như thế. Đấy là hai ông bà có uy tín, người ta mới giải quyết cho như vậy, chứ người khác chắc là khó mà xin được, anh Trung chia sẻ thêm. Đây là hình ảnh, bên trái là cán bộ đi thăm lũ, thong thả với ô tre, bên phải là bà mẹ giữa đêm ôm con, dở mái tôn, cầu thoát cơn mưa nước đang dâng đột ngột. Trong đợt lũ ở miền Trung lần này, bố mẹ anh Trung tiếp tục quyên góp được hơn 200 triệu và 1 tấn gạo. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này hai ông bà liên lạc với nhà chùa và có một phụ sư thầy đi tiền trạm tìm tới những vùng khó khăn thực sự tại Quảng Bình và liên lạc trước. Toàn bộ số gạo và tiền này sẽ chuyển trực tiếp tới tay người dân tại khu vực khó khăn đó, thay vì phải làm việc qua Ủy ban Nhân dân địa phương. Tuy nhiên, hiện anh Trung cũng như cả gia đình đang rất lo lắng cho chuyến đi từ thiện tới đây. Mình thấy người ta chụp ảnh và thông tin rằng nếu không qua địa phương thì cũng khó mà phát đồ từ thiện cho người dân ấy. Có đoàn đi trước, xe chở đồ ăn đã tới nơi, gọi người dân ra xếp hàng, nhận cả rồi, thì đại diện Ủy ban Nhân dân xã ra làm việc và nói là cái này không được phát vì chưa thông qua địa phương. Thế là các sư thầy lại phải khiêng lên xe hết, không dám phát nữa, anh Trung bày tỏ. Anh Nguyễn Nghĩa, một phóng viên lâu năm tại Hà Nội, chia sẻ trong những lần anh cùng các bạn đi làm từ thiện tại các bệnh viện ở thủ đô, nơi tập trung rất đông bà con ngoại tỉnh, thì gần như tất cả đều phải có tiền bôi trơn để công việc thuận tiện. Anh nói, nếu mình không có tiền cho họ bảo vệ thì người ta không cho mình vào, rồi cũng phải có tiền cho các phòng ban thì người ta mới cho làm, chứ không người ta sẽ lấy lý do này, lý do nọ từ chối, mệt lắm. Người ta nhận tiền rồi, cho mình làm việc của mình là còn may mắn và tiện lợi đấy. Nhiều nơi người ta không nhận, rồi nói cái này phải làm việc với ban giám đốc. Đến lúc liên lạc được với ban giám đốc thì họ nói cái này bọn mình không quyết được, phải hỏi ý kiến anh phó giám đốc, vân vân. Nhưng khi gọi điện cho anh phó giám đốc thì anh đó đi đâu hoặc bận việc này việc kia, không tiếp thì chẳng làm gì được, mất công đi về thôi, anh Trung nói tiếp. Tất nhiên ai cũng biết làm việc qua con đường chính thống là qua Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc ở các địa phương là cần thiết, bởi đây là những đơn vị nắm rõ tình hình địa phương nhất. Nhưng con đường này theo những người đã đi qua hoàn toàn không đơn giản. Đó là chưa kể đến việc mất niềm tin trong công tác phân phát hàng hóa cứu trợ. Cho nên, để yên tâm, ngày càng có nhiều đoàn từ thiện tìm cách trực tiếp tiếp cận các nạn nhân cần cứu trợ để trao gửi tận tay, dù cách làm này có thể bị gây khó dễ hoặc có khi cũng rơi vào tình cảnh hàng cứu trợ không phù hợp với nhu cầu mà người dân địa phương đang cần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020 với bản tin Thủy Tiên phát tiền, đảng vào, chấn lột. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.